Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo kết luận điều tra bổ sung ban hành ngày 23 tháng 2 về vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, cơ quan điều tra C01 Bộ Công an đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC và 49 bị can khác. Riêng Doãn Văn Phương, sinh năm 1977, Tổng giám đốc tập đoàn FLC được xác định đã xuất cảnh trốn ra nước ngoài từ tháng 3 năm 2022. Theo cơ quan điều tra, trong vụ án, Doãn Văn Phương còn giữ vai trò kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Faros giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016, sau đó là thành viên hội đồng quản trị từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 6 năm 2019 với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Faros từ ngày 28 tháng 5 năm 2015 đến ngày 9 tháng 11 năm 2016, Phương đã chỉ đạo các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và nhân viên thuộc Faros ban hành các nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ, lập hồ sơ góp vốn khống, lập hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu, tương đương 4.300 tỷ đồng vốn điều lệ của Faros. Việc làm này của Phương nhằm để Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, về hành vi của Phương, cơ quan điều tra cho rằng bị can đã chỉ đạo và trực tiếp ký các tờ trình, biên bản, nghị quyết của Hội đồng Quản trị để ra chủ trương về việc tăng vốn khống ở các lần tăng vốn thứ ba, thứ tư, thứ năm và chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu của Faros trên sàn chứng khoán. Với danh nghĩa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Farod, Phương cũng trực tiếp tham gia ký hồ sơ, chứng từ khống để hợp thức hạch toán kế toán cho việc góp vốn khống. Trong đó, ký 18 giấy rút tiền mặt để bị can Trịnh Thị Minh Huế, em gái Trịnh Văn Quyết, sử dụng rút 900 tỷ đồng vốn góp ra khỏi tài khoản của Farod, ký 12 ủy nhiệm chi để Huế làm thủ tục chuyển 296,5 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình Định FLC đến tài khoản của các cá nhân khác nhau để tạo dòng tiền hình thành công nợ ảo để hạch toán hợp thức trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính. Cuối tháng 5 năm 2015, khi trở thành cổ đông góp vốn, Phương tiếp tục ký khống nhiều giấy tờ nộp tiền góp vốn và ủy nhiệm chi khống. Từ đó, bị can Huế làm thủ tục nộp tiền, chuyển tiền hợp thức làm tăng vốn khống góp mang tên Doãn Văn Phương tại công ty Farod từ 675 triệu, tương đương 675.000 cổ phần, lên hơn 77 tỷ, tương đương hơn 7,7 triệu cổ phần. Trước khi niêm yết, Phương trả lại hơn 7,7 triệu cổ phần cho Trịnh Văn Quyết bằng hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng nhưng không phát sinh thanh toán tiền. Do đó, cơ quan điều tra xác định bị can Phương được hưởng lợi 500.000 cổ phiếu tương đương giá trị phát hành là 5 tỷ đồng. Cuối tháng 8 năm 2016, Doãn Văn Phương đăng ký lưu ký với tài khoản chứng khoán mang tên mình. Liên tiếp 2 năm sau đó, ông ta được trả cổ tức thêm 160.000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu ông này sở hữu lên 660.000. Đến đầu tháng 5 năm 2022, tài khoản chứng khoán mang tên Doãn Văn Phương bán toàn bộ 660.000 cổ phiếu, qua đó thu về trên 2,3 tỷ đồng. Kết luận của C01 nêu, Doãn Văn Phương đã cùng Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống giá trị góp vốn tại công ty Faros đăng ký niêm yết và bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, qua đó các bị can lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Trong vụ án C01 cáo buộc Doãn Văn Phương đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò tổ chức thực hiện, giúp sức tích cực cho Trịnh Văn quyết. Doãn Văn Phương đã bỏ trốn, đến nay chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam, đã xác định ở nhiều nơi nhưng không tìm được. Kết luận nêu và cho biết cơ quan điều tra đã tách hành vi, tài liệu liên quan ông Phương để xử lý sau.